được mệnh danh là quái vật không gian. Hố đen là một vùng không thời gian mà ở đó lực hấp dẫn của nó mạnh đến mức không có gì có thể thoát ra được, kể cả ánh sáng. Theo thuyết tương đối rộng của Einstein dự đoán, một lượng vật chất với khối lượng đủ lớn nằm trong một phạm vi đủ nhỏ sẽ làm biến dạng không thời gian để trở thành một hố đen. Xung quanh hố đen được xác định bởi phương trình toán học gọi là vùng chân trời sự kiện, mà tại đó vật chất chỉ có thể đi vào, vĩnh viễn không thể quay ra. Do đó, theo lý thuyết, hố đen là những vật vô hình trong không gian mà chúng ta không thể quan sát thấy nó. Nhưng các nhà khoa học có thể suy đoán về sự tồn tại của hố đen thông qua tương tác của nó với môi trường vật chất và bức xạ xung quanh. Mới đây, các nhà khoa học đã phát hiện ra hai hố đen siêu khối lượng cách trái đất 9 tỷ năm ánh sáng. Điều đặc biệt là chúng đang di chuyển về phía nhau và sẽ có một sự hợp nhất ngoạn mục, bẻ cong không thời gian trong thời gian tới. Vậy thực hư câu chuyện này như thế nào? Xin mời các bạn cùng theo dõi video ngày hôm nay để có câu trả lời. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng Tốt Thú Vị. Nào, chúng ta hãy cùng đi khám phá. Trong vật lý thiên văn, hố đen được phân loại theo khối lượng của chúng. Từ hố đen chỉ có khối lượng sao cho đến những hố đen siêu lớn nằm ở trung tâm của các thiên hà. Các nhà khoa học tin rằng, sau khi các hố đen khối lượng sao được hình thành do sự sụp đổ hấp dẫn của những ngôi sao siêu lớn, qua thời gian, chúng liên tục hút vật chất ở xung quanh cùng với quá trình sát nhập của hai hay nhiều hố đen, chúng đã trở thành những hố đen siêu lớn, có khối lượng gấp hàng triệu, thậm chí hàng tỷ lần khối lượng mặt trời. Và mới đây, các nhà khoa học đã phát hiện ra một sự kiện như thế sắp xảy ra, cách trái đất khoảng 9 tỷ năm ánh sáng. Hai hố đen siêu khối lượng đang di chuyển về phía nhau. Trong tương lai không xa, chúng sẽ hợp nhất, bẻ cong không thời gian để trở thành một hố đen lớn hơn. Công trình nghiên cứu được đăng tải và xuất bản trên tạp chí Vật lý Thiên văn ngày 23 tháng 2 năm 2022. Hai hố đen trong nghiên cứu lần này được các nhà khoa học đặt tên chung là PKS2131021. Những dữ liệu ban đầu cho thấy đây là cặp hố đen đặc biệt được gọi là blaza. Về cơ bản, đó là những hố đen siêu lớn, tình cờ chiếu tia vật chất trực tiếp về hướng trái đất. Những luồng vật chất này bắt nguồn từ các vòng khí nóng hình thành xung quanh hố đen. Khi một hố đen hút chất khí đó vào bằng lực hấp dẫn siêu lớn của nó, một số vật chất có thể thoát ra ngoài và bị đẩy ra xa trong một tia plasma, di chuyển với tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng. Khi chùm tia này hướng về phía trái đất, chúng sẽ sáng hơn rất nhiều. Do đó, mặc dù ở khoảng cách 9 tỷ năm ánh sáng, nhưng các nhà khoa học vẫn quan sát và phát hiện ra chúng. Sau khi phân tích dữ liệu, các nhà khoa học cho rằng hai siêu hố đen đang di chuyển đều đặn về phía nhau trong suốt 100 triệu năm qua và hiện tại chúng vẫn đang trên đường di chuyển đó. NASA dự đoán, với tốc độ di chuyển như hiện tại, thì trong khoảng 10.000 năm tiếp theo, hai hố đen sẽ va chạm và hợp nhất với nhau. Cú va chạm này sẽ tạo ra những gợn sóng trong cấu trúc không thời gian, được gọi là sóng hấp dẫn, lan tỏa rộng khắp vũ trụ. Nhưng thời gian của nó là 10.000 năm nữa, do đó các nhà khoa học hiện tại sẽ không có cơ hội chứng kiến sự sát nhập xảy ra. Có chăng đó là những thế hệ con cháu rất lâu sau này của chúng ta? Mặc dù không có cơ hội chứng kiến sự kiện xảy ra, nhưng phát hiện này cũng làm sáng tỏ những dự đoán về sự sát nhập của các hố đen, tạo ra những hố đen lớn hơn là có căn cứ. Khi quan sát hệ thống PKS2131021, các nhà khoa học nhận thấy chúng dao động theo những khoảng thời gian đều đặn nhau. Chính điều này khiến các nhà khoa học nghi ngờ nó là kết quả của việc hố đen thứ hai bị kéo vào hố đen thứ nhất khi hai vật thể quay quanh nhau theo chu kỳ đều đặn. Phân tích thêm dữ liệu, họ nhận thấy hai hố đen quay quanh nhau theo chu kỳ khoảng 2 năm một vòng. Để chắc chắn cho vấn đề này, nhóm nghiên cứu đã tìm lại tất cả dữ liệu từ 5 đài quan sát vô tuyến lớn được thu thập trong suốt 45 năm qua. Thật may mắn,
tất cả những dữ liệu bổ sung đều phù hợp với dự đoán của nhóm nghiên cứu. Đây thực sự là một cặp hố đen nhị phân và chúng đang trong quá trình sát nhập lại với nhau. Nếu công trình nghiên cứu này được xác nhận, thì PKS2131021 sẽ là cặp hố đen nhị phân thứ 2 được phát hiện và là cặp nhị phân có liên kết chặt chẽ nhất mà các nhà khoa học biết đến. Bởi vì trước đó, một cặp hố đen nhị phân khác cũng được phát hiện vào năm 2020. Nó cách trái đất khoảng 3,5 tỷ năm ánh sáng. Nhưng cặp nhị phân này có chu kỳ quay là 9 năm một vòng, do đó khoảng cách hiện tại của chúng lớn hơn rất nhiều so với khoảng cách của hai hố đen mới được phát hiện, bởi vì chúng chỉ có chu kỳ quay là 2 năm một lần mà thôi. Lazio, nhà khoa học tại phòng sức đẩy phản lực JPL của NASA, cho biết công việc này là một minh chứng cho tầm quan trọng của sự kiên trì, phải mất 45 năm quan sát bằng sóng vô tuyến mới có kết quả. Các nhóm nhỏ tại các đài quan sát khác nhau ở khắp mọi nơi đã lấy dữ liệu tuần này qua tuần khác, tháng này qua tháng khác để biến điều này thành khả thi. Qua đây chúng ta có thể thấy, để đưa ra một kết luận cho một công trình nghiên cứu, các nhà khoa học sẽ phải mất rất nhiều thời gian, công sức và trí tuệ mới đưa ra kết luận cuối cùng. Một sự kiện cách trái đất 9 tỷ năm ánh sáng quả thực là một bài toán khó với các nhà nghiên cứu. Mặc dù những dữ liệu ghi nhận chỉ là những thông số dạng hình sin, nhưng nó là một quá trình không mệt mỏi của các nhà khoa học. Cho đến nay, kịch bản hai hố đen siêu khối lượng hợp nhất mới chỉ là những dự đoán mơ hồ. Chúng ta chưa từng chứng kiến một vụ sát nhập kịch tính như vậy. Vì thế, việc dự đoán được thời điểm xảy ra va chạm của hai hố đen siêu khối lượng là một phát hiện mang tính đột phá. Bằng các quan sát về cặp hố đen này, chúng ta có thể lần ra manh mối về các cặp hố đen chuẩn bị sát nhập khác và theo dõi quá trình hợp nhất của chúng. Sẽ là một sự kiện nhẹ nhàng hay bùng nổ, dịu êm hay dữ dội, đó thực sự là những điều hấp dẫn mà tôi muốn được chứng kiến dù chỉ một lần. Mặc dù vậy, có thể không phải chờ đến lúc xảy ra va chạm để quan sát. Các nhà nghiên cứu cũng cho biết, hai hố đen quái vật đủ lớn và đủ gần, chúng có thể tạo ra sóng hấp dẫn trước khi xảy ra va chạm. Nhiệm vụ của các nhà nghiên cứu trong tương lai là sẽ tập trung vào việc tìm kiếm các gợn sóng đó. Còn việc quan sát sự kiện va chạm giữa hai hố đen này, chúng ta đành để lại cho thế hệ tương lai của 10.000 năm nữa sẽ viết tiếp cái kết của chúng. Qua đây chúng ta một lần nữa phải thừa nhận rằng, nghiên cứu vũ trụ không dành cho những người nóng vội và thiếu kiên nhẫn. Nếu không có tình yêu, sự đam mê và cống hiến cho khoa học vũ trụ, sẽ không thể vượt qua được ranh giới ấy. Hy vọng rằng trong thời gian tới, chúng ta sẽ được biết nhiều hơn về những hố đen siêu khối lượng, đặc biệt là các sự kiện hợp nhất của chúng, để xem bằng cách nào chúng trở thành những con quái vật khổng lồ giữa vũ trụ bao la này. Vậy là hôm nay, tôi thú vị và các bạn đã cùng đi khám phá về cặp hố đen siêu khối lượng chuẩn bị hợp nhất. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Còn bây giờ, xin mời các bạn tiếp tục lựa chọn video bên trái hoặc bên phải màn hình để cùng Tốt Thú Vị đi giải mã những bí ẩn khác của vũ trụ. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn!